Với cuốn video này, Đỗ xin giới thiệu với các bạn một tác phẩm xanh trực hoành, có một cái nét rất là độc đáo. Đó là một cái tay hoành. Tay hoành vươn xa, tưởng là còn vươn mãi qua khỏi mặt chậu. Nhưng đến đây, chúng ta đã cảm nhận được một cái tay hoành có cái chiều dài từ vị trí trung tâm gốc cho ra đến điểm cuối vào tầm quãng độ 3,5 m đến 4 m. Đây là bóng dáng tổng thể. Bởi vì đằng phía sau có rất nhiều những cái cây khác cho nên chút ít cũng bị lẫn bóng. Chúng ta đến với cái phần điểm đầu tiên nhất, đó là gốc bệ. Chúng ta quan sát cái phần thân trực trước. Sau đó đến thân hoành. Bắt đầu thoát thân ra lên khỏi mặt gốc và tay hoành vươn ra như thế này. Như là một con rồng. Mặc dù một cái chậu rất dài mà tay hoành vươn ra còn xa ra khỏi mặt chậu khoảng tầm khoảng 1 m nữa. Điểm cuối. Chúng ta lại quan sát cận cảnh chỗ vía vào trong này. Đó. Tay hoành tiếp tục uốn lượn như là một con rồng. Chắc chắn là tầm khoảng 4 m rồi. 1 m, 2 m, 3 m, đúng khoảng 4 m. Và thân trực cao khoảng 1,5 m.
Ở đây là phía đối diện chúng ta quan sát một lần nữa bóng dáng tổng thể. Tiếp theo chúng ta đến với một tác phẩm Lộc Vừng. Mời các bạn thưởng thức cây thị và cây thị ăn quả đó. Cây thị trong sử tích chuyện cổ tích Tấm Cám. Vâng, bên cạnh đó chúng ta đến với một cây khế. Cây khế có cái dáng rất đặc biệt. Mới quan sát tôi thấy rất là có cái bóng dáng hình thú. Và một cái độc đáo nữa đến với chúng ta, đó là một cây me. Cây me dáng huyền. Vâng, tôi vướng cây khế, tôi không thể lùi ra xa hơn nữa để lấy ảnh một cách hoàn hảo hơn. Nhưng qua cái nghiêng hình như thế này để chúng ta cảm nhận được một cây me đặt trên một cái chậu hai cấp. Dáng huyền. Đây là cái phần bệ.
Vâng, bóng dáng của cây me đẹp quá. Và tôi được biết là cây me này đang ra rất nhiều hoa. Mùa trái như năm ngoái thì bác chủ vườn có nói là rất nhiều quả. Từ gốc ra đến điểm cuối của tay thân huyền cũng đạt đến khoảng 4 mét. Quá đẹp. Qua cái hình ảnh của một số những tác phẩm Đỗ Sinh vừa mới chia sẻ trong cuốn video này, nếu các bạn nào thực sự đam mê và yêu thích, muốn sở hữu điện thoại đến cho Đỗ Sinh, và Đỗ Sinh sẽ có trách nhiệm làm cầu nối để chúng ta giao lưu.